Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi sáo bài Bất Quá Nhân Gian nhé. Bài này chúng ta sẽ sử dụng cái giáo son trầm DG càng tốt, bởi vì đây là một bản nhạc hoa mà. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải sử dụng một cây DG nó lên quãng 3 tốt một chút nhé, bởi vì là cái bài này nó lên đến tận D3, Đô 3 và D3 chúng ta sẽ gặp một số chỗ. Đó, cho nên là cần một cây sáo DG tốt để lên quãng nó nhẹ nhàng một chút. Đấy, thì giới thiệu với các bạn luôn, ở đây mình có một cây DG Mutum MT10 tông son. Đó, cái này thì là người ta làm sơn màu giả gỗ mun, nhưng mà nó không đen xì như MT3. Đó, nó lại hơi ánh nâu, ánh đỏ một chút, và bên trong nó có sơn lòng các bạn nhé. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần hướng dẫn nhé. Dề mi fa mi fa mi fa mi fa. Dề chúng ta vuốt từ đô lên, mi fa thì chúng ta sẽ vuốt từ mi lên fa. Tiếp theo. La la si 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 la la son. Đó. Thì la si 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 chúng ta cứ đánh đỡ đơn thôi. La la sòn thì nó sẽ láy ở nốt la thứ hai. Đó. Rồi tiếp theo. Đó. La la sòn 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 dê dê đô. Thì mấy cái nốt này chúng ta đánh cái đơn thôi nhé. Đó. Dê dê chúng ta có thể nhấp nhỉ, thì không cần đánh lưỡi đơn, nó có thể cái nhấp này có thể thay thế cho lưỡi đơn thì nghe nó đỡ bị nhàm chán nếu mà nhìn lưỡi đơn nhiều quá ở phía trước rồi. Son fa la 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 son la thì son chúng ta sẽ đánh lưỡi và vừa đánh lưỡi vừa nhấp. Đó. Lá đang vớt từ son lên. Đó. Cái lá cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhấp và chúng ta sẽ xuống son. Đó. Rồi, tiếp theo. Dề 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 mi fa fa mi fa thì cũng giống các đầu tiên, dề chúng ta sẽ vuốt từ đô lên. Mi fa chúng ta sẽ vuốt từ mi lên fa. Dề lá son 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 la si son. Thì dề lá chúng ta lên luôn. Đó, lá chúng ta nhớ là gì? Son 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 đánh đỡ đơn, la si thì chúng ta sẽ si dáng cho mở nửa lỗ nhé. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi mình vừa chỉnh lại cái màng thì mình sẽ tiếp tục nhé. Đó. Dê dê đồ 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 dê mí mí. Thì dê dê chúng ta sẽ lấy nốt dê này. Đó, thì nó sẽ tạo thành hai nốt dê mà không cần đánh lưỡi. Đó, mí mí nó sẽ vuốt hai lần mí như thế. Rồi. Tiếp theo. Mi 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 là. Thì mi đầu tiên chúng ta sẽ vuốt từ dê lên, mi 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 là chúng ta vuốt từ si xuống. Đó, là la son fa dê. Thì lá chúng ta vuốt từ son lên. Đó, đi qua son chúng ta sẽ lấy rèn ở hai ngón này. Đấy, chúng ta không lấy rèn được thì lấy ở ngón này thôi. Thế cũng được. Son fa, đó, fa vuốt xuống rè.
và điệp khúc nhé. La son la son la fa son la. Thì ở đây cứ gặp nốt lá nhấp từ si xuống nhé. Và son lá đầu tiên nó vớt từ son này. Đó. Rồi tiếp theo. Đó. Fa mi 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 fa mi re do re. Thì phá chúng ta sẽ đánh nữa phá. Đó, theo sức trước khi xuống mi chúng ta sẽ lấy một cái xuống mi. Đồ dê. Đồ dê thì nó sẽ đồ dê. Và đánh nữa thêm một cái nữa. Rồi tiếp theo. Fa 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 son la son. Thì fa vuốt từ dê. Son la son, cái son cuối cùng chúng ta sẽ vuốt từ fa lên. Đó. Đó. Fa fa mi la 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 si la son fa. Thì fa fa mi. Đấy, cái phá này chúng ta có thể vuốt từ mi lên được. Đó. La la chúng ta sẽ vuốt từ son lên. Si la chúng ta sẽ mở nửa lỗ như này thì nghe nó mềm hơn, nhưng mà các bạn phải mở thật chuẩn, nếu không thì nghe nó sẽ bị phô. Đó. La la si la son, xuống son xuống phà chúng ta có thể đi qua son, chúng ta lấy cũng được. Rồi tiếp theo. La dê dê đô đô son đô la. Thì là nó vuốt từ son lên. Đó. Dê 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 ba nhé. Dê ba đô ba thì chúng ta có thể đánh thẳng vào ba dê ba cũng được. Còn nếu mà các bạn sáo mà khó quá thì chúng ta có thể đánh vào đô ba và luyến lên dê ba. Đấy, như mình thì đánh luôn mà cũng được. Còn các bạn mà khó quá thì như này. Như thế thì chúng ta thường nó dễ bị lỡ nhịp hơn là chúng ta đánh thẳng vào, bởi vì nốt D3 này cũng khá ngắn. Đó. Fa mi 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 fa mi re do re re. Thì cũng giống câu trước, fa chúng ta đánh lưỡi đơn vào trước khi xuống mi chúng ta lại lấy nốt fa này. Đó. Đồ. Đó, đồ. Đó, lên dê nó nhấp, nó đánh thêm một lưỡi đơn vào dê nữa. Đồ dê dê. Rồi tiếp theo. Đó. Son 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 dê fa đô son. Son đầu tiên nó vuốt từ fa này. Đó, dê chúng ta sẽ vuốt từ fa xuống. Đó, dề pha, dề, bắt đầu từ pha, đô, son, ba lúc này đều đánh lưỡi đơn nhé. Đó. La, đô, đồ, đồ. Dề, mi, son, đồ, dề, dề. Thì la chúng ta sẽ vuốt từ son lên. Đó, đồ dê mi son. Đó, mi nó lên son, vuốt lên son. Đó, đồ dê nó sẽ vuốt lên dê và đánh lưỡi đơn. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn thổi sáo bài Bất Quá Nhân Gian rồi nhé. Bài này cũng khá là lâu rồi,
và mình có nhận lời của một số bạn, nhưng mà hôm nay mới có thời gian để thực hiện video. Thì các bạn mà thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nếu có nhu cầu sở hữu những cây sáo DJ chất lượng tốt thì có thể truy cập saochucdaoduy.com để tham khảo các bạn nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn.